Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị về những nốt ruồi mà nằm ở xung quanh miệng. Tức là ở phần miệng chúng ta thì gồm có nốt ruồi ở trên môi và xung quanh toàn bộ cái phần miệng của mình, đúng không ạ? Tôi đang nói phần miệng chứ tôi không nói phần cằm nhé. Đây là phần miệng, tức là phần mà chúng ta nhìn thấy ở bên trên mà nếu đứng người đàn ông là không bị cái phần râu nó che mất. Thì nếu như mà có nốt ruồi ở môi hay là có nốt ruồi ở miệng xung quanh miệng thì các cụ vẫn hay bảo là nốt ruồi ở môi không phải là ăn trôi đâu, mà nốt ruồi đến nốt ruồi mà ăn người, và cái nốt ruồi tức là luôn luôn mà có cái dùng cái lời nói để mà làm cho người khác tức là để giành cái phần thắng về mình. Và cái điều này thì tất cả các sách vở đều viết rất là rõ, cho nên thành ra là anh chị để tránh bị bắt tướng, tránh bị lộ tướng thì những cái nốt ruồi xung quanh miệng này chị nên tẩy bỏ, đặc biệt là những nốt ruồi ở nhân trung hoặc là nốt ruồi ở cạnh mép, ria mép, trên mép trái, trên mép phải, anh chị hay gọi là nốt ruồi điêu, kể cả bên dưới hai bên thì chúng ta nên tẩy bỏ, vì những nốt ruồi như thế này thì đều có mang một cái tiếng xấu cả, và chúng ta nên tẩy bỏ để mà chúng ta có được một cái nhân diện được hoàn hảo.